Hello mọi người. Hôm nay thì Dũng đi trễ. Thậm chí sẽ đi làm trễ luôn. Tại vì bây giờ là 7:50. 7:50 là gần 8 giờ. Dũng có việc sẽ chạy lên. Ui, sorry. Mọi người đợi chút nha. Rớt cái bông. Cái bông. Cái này này. Để làm cho cái âm thanh nó đỡ ồn ào hơn. Úi dồi ôi. Gọi là chiếc xe bus đó nó phanh, mà nó phanh coi như là cấp tập luôn á. Chả hiểu nó đi cái kiểu gì. Rồi, Dũng sẽ ghé lên Lê Lai là 7 giờ thì 8:30 sẽ tới. 8:30 sẽ tới, ở lại đó tầm có khoảng 20 phút. Thì 9:15. Ok, 9:15 sẽ về đến. Ok. Rồi, để mình về công ty trước 10 giờ. Tại vì sáng nay thì mình sẽ có cuộc gặp với ông bác tổng giám đốc vào lúc 10 giờ tới 11 giờ. Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái câu hỏi nào đó để trả lời ha. Mình sẽ chọn cái câu nào nó đủ dài á. Nhưng mà câu hỏi của bạn Nguyễn Danh Hồng ha. Danh Nguyễn Hồng 4808 thì bạn nói rằng là hello anh, lâu quá không gặp. Vậy là mình quen bạn. Chúc anh một năm sức khỏe và thành công. Vẫn đang hóng la elegant chấm đáp của anh. Và cho em hỏi nhỏ một câu. Trước anh bảo anh phải ở trong môi trường có áp lực mới phát triển và không thích môi trường quá an toàn. Không biết có phải ý này không? Đúng rồi, Dũng không có thích môi trường quá an toàn. Thì em thấy cảm giác mình cũng như thế, nhưng nó có vẻ không tốt. Kiểu khi môi trường an toàn nhàn nhàng thì em khá trì trệ trong việc phát triển như cốt. Nhưng khi tác dày đặc full time từ tối đến sáng chạy deadline, càng cận deadline thì em càng bùng nổ tung skill ra. Có những lúc em cốt 2-3 project bằng 2-3 thứ ngôn ngữ khác nhau. Lúc đầu trì trệ nhưng tính toán thời gian xác thực và định mức độ tính nghiêm trọng thì em lại bùng nổ cốt xong trước và mở rộng nó thêm. Nhưng khi không có gì thúc ép cấp bách thì em lại bị trì trệ, vẫn cốt nhưng mà nó cứ chậm chậm, không có cảm giác hứng thú. Có cách nào giữ bản thân bùng cháy với cốt hay không? Thì thực ra là câu hỏi của bạn là làm sao để mà giữ được lửa. Tại vì bạn đa phần bạn chỉ cốt khi mà bạn rơi vô cái tình huống là khẩn cấp. Chứ bạn không có cốt khi mà gì đó bạn cảm thấy mọi thứ nó an toàn. Cái này cũng bình thường thôi bạn. Nhưng mà bạn đợi cho Dũng chút nha, Dũng quay cái đầu thôi. Ok. Rồi hôm nay thì Dũng còn phải đi sửa xe nữa, nhưng mà hiện tại thì Dũng cũng không có kịp thời gian rồi, chắc là trưa đi ăn xong với mọi người sẽ đi sửa cái xe. Rồi bây giờ thì quay lui lại câu hỏi của bạn, làm sao để giữ được lửa là một, cái thứ hai nữa là làm sao để mà làm việc hiệu quả liên tục. Thì như thế này này, để làm việc mà hiệu quả một cách liên tục đó, khó lắm. Bạn nếu mà bạn muốn mà làm việc hiệu quả một cách liên tục á, thì bạn phải giữ một cái nhịp độ chưa có độ sai một cái nhịp độ làm việc mà nó khiến cho bạn không có sao nhãng.
Và cái đó nó thứ nhất là nó khó đã, nó khó cái đã, tại vì muốn như vậy thì bạn phải feeling được cái thứ gọi là urgency, tức là cái sự cấp bách. Nhưng mà thông thường thì mọi người không có cảm nhận được cái sự cấp bách của công việc. Mọi người chỉ cảm nhận được nó cấp bách khi mà mọi người bị cháy deadline. Và chính vì cái lẽ đó cho nên mọi người chỉ thực sự bùng nổ khi mà cái deadline nó tới gần. Thì cái đó Dũng gọi là cái feeling of urgency, tức là cảm giác được cái sự cấp bách nó đang diễn ra. Và cái não bộ của chúng ta, nó khi mà nó cảm thấy urgent, tức là nó cảm thấy nguy hiểm, nó cảm thấy có cái nguy cơ đang đến gần, thì nó trở nên linh hoạt gấp nhiều lần. Dũng lấy cái ví dụ đơn giản thôi. Khi bạn đi xe máy ở trên đường hoặc bạn đi ô tô trên đường, thông thường thì bạn đi khá là chậm và bạn không có nhanh tay xử lý. Nhưng nếu như có một cái tình huống nguy cấp xảy ra thì nhiều khi bạn cũng không biết là lý do tại vì sao mình lại hành động được tốt như vậy để mà mình thoát được khỏi cái sự nguy cấp đó. Nên rõ ràng rằng cái não bộ của mình nó cần phải cảm giác được cái sự urgency, cái sự cấp bách trong những việc mình làm, thì nó mới hoạt động theo kiểu là hết công suất được. Và đương nhiên á, mà để mà khi mà nó các bạn sẽ hiểu rằng là nó sẽ cần có cái sự nghỉ ngơi, chứ không thể nào nó hoạt động hết công suất trong vòng 15 ngày, 20 ngày hay là cả 100 ngày được. Vậy thì làm sao để nó hoạt động với công suất cao? Nó hoạt động với hết công suất. Tại vì các bạn xài máy móc hay là ô tô hay là whatever thì bạn đều hiểu rằng là cái này buổi sáng nó có cho quẹo không ta? Sợ nó không cho quẹo chứ hả? Dũng cũng sợ buổi sáng nó không không cho quẹo phát là quay tông luôn đó. Cho nên là Dũng sẽ theo cái hướng bên này. Sáng nó không cho quẹo khác là chết. Thì bạn muốn có cái cảm giác urgent, có cái feeling, cái urgency, cảm thấy được cái tầm quan trọng của công việc mình làm, thì đôi khi bạn cũng phải có một cái kỹ năng tự thuyết phục bản thân. Và cái kỹ năng tự thuyết phục bản thân ở đây á, thì Dũng hay gọi là kỹ năng tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị là một cái kỹ năng nó hay nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm là khi mà bạn chưa có đủ cái sự chín chắn, bạn chưa có thực sự hiểu cái tác hại của cái tự kỷ ám thị, mà bạn xài cái kỹ năng đó thì nó sẽ dẫn tới bạn sẽ bị lố, bạn sẽ bị trở thành một cái người ví dụ giống như là quá là ngoan đạo hoặc là tin vô một cái điều gì đó mà nó thực sự nhiều không phải là đáng tin cậy hoàn toàn. Tại vì cái tự kỷ ám thị nó giống như là cái câu chuyện đó là ví dụ giống như là ba mẹ của bạn luôn luôn nói với bạn rằng là nếu bạn không thi thi mà rớt đại học ấy, là coi như đời bạn đi đứt. Và bạn nghe và bạn cứ tự kỷ ám thị như vậy, nếu như mà tôi rớt đại học thì coi như đời tôi không còn gì nữa, nói chung là tôi không còn mặt mũi nào để ngẩng mặt lên với đời, hoặc là tôi quá xấu hổ này này kia. Và khi bạn rớt đại học thì bạn bạn sẽ không còn đủ cái sự tự tin, bạn không còn dám bước ra đường, bạn không có dám nói chuyện với ai, hoặc là thậm chí có người thì coi như là tự vẫn, chỉ vì rằng là mình đã quá quá tự tin và có sự chuẩn bị quá quá dữ cho cái việc là thi đại học, nhưng mà cuối cùng thì mình fail. Thì 8:40 Dũng đang tính toán giờ chứ. 8:40, 9 giờ rồi, ok. Nhưng mà sợ sợ tới cái giờ đó mà tới thì không còn xe, không còn chỗ để đậu xe, cái này là mới là cái căng thẳng. Thôi cứ từ từ tính. Bây giờ là cái khu Y Thao nó rất là khó để có chỗ đậu xe.
kể đi. Rồi, let's go. Rồi, thì khi mà bạn tự kỷ ám thị thì nó có nghĩa là gì? Ví dụ giống như là bạn nói rằng là à, tôi phải giải quyết những cái vấn đề quan trọng sớm này, mỗi ngày, và cái gì đó tôi cần phải build cái kỹ năng lập trình bla bla bla, vân vân và mây mây, thì bạn sẽ làm sao để cho bạn tin rằng là những cái việc bạn làm nó rất là quan trọng, và nếu như bạn không làm nó thì cái tương lai của bạn nó sẽ bị ảnh hưởng, tại vì bạn biết là nếu mà bạn cày cuốt quá dữ trong vòng có mấy ngày thì đương nhiên ví dụ giống như là trong vòng một tháng hoặc là hai ba tuần gì đó thì đương nhiên là sau đó bạn sẽ xả, bạn sẽ xả hơi, và bạn sẽ xả hơi thì nó có thể là kéo dài cả vài tháng, đúng không? Thì cái câu chuyện ở đây đó là làm sao để bạn duy trì được một cái phong độ làm việc liên tục ngày này qua ngày khác, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, để cái của bạn, và bạn không cần phải quá cố gắng vào những cái ngày khi mà nó tới deadline và nó có bị cái cảm giác là coi như là nếu như mình không làm thì mình trễ, mà nếu như trễ thì dự án nó fail đó. Thì bạn sẽ hiểu rằng là con người mình nó luôn luôn tìm ra các cái khoảng không gian rảnh và để cho nó relax, và thay vì là mình cho nó relax một cách gọi là quá thoải mái thì mình nên setting up một cái khung giờ, một cái khoảng thời gian nào đó nó mang giống như tính chất là một cái sự thưởng cho bạn khi mà bạn đã làm việc hiệu quả, thì bạn có quyền trả thưởng cho bạn khi bạn làm việc hiệu quả, và bạn làm việc xong thì bạn sẽ thưởng cho mình cái gì đó. Thì cái này nó đòi hỏi một cái sự discipline, một cái bạn phải tuân thủ theo những cái gì bạn quy định. Ví dụ giống như là bạn sẽ không có đi chơi hoặc là đi ăn nhậu với bạn bè nếu như bạn không có làm được công việc một cách hiệu quả, ví dụ vậy. Và khi mà đi ăn, đi nhậu với bạn bè thì bạn cũng phải có một cái sự discipline, kiểu giống như rằng là tôi chỉ uống không quá, ví dụ 3 chai chẳng hạn, để mà tôi giữ cho cái cơ thể của tôi nó minh mẫn, và nhờ đó hôm sau tôi có thể làm việc hiệu quả được. Và khi mà tôi không có làm việc hiệu quả, tôi không có cái kết quả làm việc tốt, thì tôi sẽ không có phần thưởng cho mình. Đó. Thì cái trick này người các cái ông mà dạy xích thú ông đã làm rất là hiệu quả. Ví dụ giống như ông nói rằng là con hổ nhảy qua cái vòng lượn, và khi nó nhảy qua ông cho nó ăn cái kẹo đường hay là gì đó, thì cái này là một cái cách để làm tăng cái adrenaline này kia lên, cơ chế là cho phần thưởng đó. Thì bạn cũng có thể hoàn toàn làm được như vậy cho chính bạn. Tuy nhiên thì như Dũng nói, nó có hai cái. Một cái là tự kỷ ám thị, tức là cho bạn thấy được cái tầm quan trọng của cái công việc bạn làm. Cứ mỗi sáng bạn nói rằng là à, hôm nay bạn phải dành ra bao nhiêu thời gian đó để học cái gì, bao nhiêu thời gian đó gì đó nghiên cứu một thứ gì đó mới, hoặc là fix cái bug, hoặc là viết unit test này kia. Và nếu mà bạn không có làm như vậy thì dự án của bạn nó sẽ fail. Đó, thì bạn phải mỗi buổi sáng bạn làm giống như tụng kinh vậy đó, bạn suy nghĩ trong đầu như vậy, và nó dần dần nó tạo ra cho bạn một cái sự sợ hãi. Sợ hãi ở đây là gì? Nếu như mà tôi không có, hôm nay tôi không có làm việc, và tôi không có làm việc được hiệu quả, và tôi không có xử lý được những vấn đề đó, thì đến khi mà gần tới deadline và tôi bị trễ thì tôi sẽ không có đủ khả năng để giải quyết vấn đề nữa, tại vì và cái chất lượng code của tôi nó cũng không hoàn toàn không có tốt, ví dụ vậy. Thì bạn khi mà bạn đã có được cái sự tự kỷ ám thị như vậy rồi ấy, thì bắt đầu bạn sẽ feeling được cái urgency, tại vì bạn sẽ cảm nhận được cái sự cấp bách. Tại vì nếu như bạn không làm bây giờ thì khi nào mới làm, và nếu như bạn không làm bây giờ thì có khả năng rằng là bạn sẽ làm trễ dự án, trễ deadline, gây impact tới tất cả người khác, ảnh hưởng tới uy tín của bạn này kia, và bắt buộc là bạn phải làm để cho nó đạt ra được kết quả.
thì việc đầu tiên là tự kỷ ám thị đúng không? Cái thứ hai nữa là cơ chế phần thưởng thì như Dũng nói, bạn có thể thay vì là bạn thưởng cho bạn một cái ly cà phê vào buổi sáng thì bạn thưởng cho bạn một ly cà phê vào buổi trưa hoặc là bạn thưởng cho bạn một cái món ăn ngon sau khi bạn đã làm xong công việc. Thì bạn làm công việc nó tốt, nó ổn, bạn ra bạn ăn, bạn cho bạn một cái món ăn ngon vào buổi trưa để thưởng cho bạn. Nhưng mà nếu mà buổi sáng bạn làm việc không có hiệu quả thì bạn cho bạn ăn dở, ăn đồ ăn rất là bình thường. Và chính như vậy thì bạn đã trở thành cái ông chủ xích thú cho chính cái con thú trong người bạn nó chơi thôi. Nhưng mà nói chung là bạn tạo ra cái cơ chế trao thưởng cho bạn. Và khi bạn đã có được cái cơ chế trao thưởng như vậy rồi thì bạn sẽ biết được rằng là à, hôm nay tôi làm tốt và tôi thưởng cho tôi cái này. Hôm nay cả tuần này tôi làm việc rất là tốt cho nên tôi có được phép là đi chơi với bạn bè, mời các bạn bè ăn gì đó, đi hát karaoke hoặc là đi uống vài lon bia chẳng hạn. Thì cái sự trao thưởng hợp lý như vậy thì bạn sẽ trở thành một cái động lực tốt cho bạn để bạn làm việc nó hiệu quả. Các bạn đừng giống như Dũng, tại vì Dũng thì khác với mọi người lắm. Tức là Dũng thích thì Dũng mua, Dũng thích thì Dũng chơi, Dũng thích thì Dũng xài, chả có cái phần thưởng nào cả và Dũng làm. Tất tần tật mọi thứ là dựa trên cái feeling về urgency có riêng của Dũng. Tức là Dũng có cái khả năng là gọi là Dũng có một cái nỗi sợ hãi thường trực, đó là sợ hãi bị outdated là một. Tức là tôi kiến thức và tri thức của tôi nó không còn hợp thời. Cái thứ hai nữa là sợ bị not relevant, tức là không có cái kiến thức, cái hiểu biết, cái trình độ của tôi nó không có đủ để không có còn liên quan tới business nữa, cho nên người ta không cần tôi nữa. Đó. Thì có những cái nỗi sợ giống như vậy nó bắt buộc Dũng phải thấy liên tục học tập và liên tục like, chuẩn bị mọi thứ để mà làm sao cho mọi thứ nó tốt lên. Đó. Thì bạn hiểu rằng là khi mà mình gì đó, mình có những cái nỗi sợ hãi nó tốt như vậy thì đương nhiên là bắt buộc là mình phải học tập liên tục. Đó. Và Dũng cũng có một cái nỗi sợ hãi nữa, đó là cái sợ hãi về cái quỹ thời gian của mình nó cần dần dần, nó đang càng ngày nó càng thu hẹp lại và mình không còn nhiều thời gian nữa để mà có thể làm được tất cả những điều mình muốn. Mặc dù Dũng luôn luôn có những cái plan kiểu dài hạn, kiểu 15 năm, 20 năm, nhưng mà mặt khác thì Dũng cũng có những cái lo lắng thường trực theo kiểu rằng là mình nghĩ rằng là mình còn nhiều năm như vậy, nhưng mà thực sự mình còn có đủ nhiều năm giống như mình nghĩ hay không. Thì cái đó là một cái lo lắng mà Dũng nghĩ rằng là nó tốt, đúng không? Và nó khiến cho Dũng phải gì đó liên tục làm việc và liên tục coi như là gì đó làm ra những cái, có những cái sự chuẩn bị để mà phù hợp trong tương lai. Và Dũng tạo ra một cái sức ép rất là lớn cho các bạn nhân viên, các bạn team của Dũng, để mà họ có một cái sự đầu tư và cái sự làm việc nó chỉnh chu. Ok. Bây giờ mọi người đợi cho Dũng một chút nha. Nói tới đó là tới điểm thứ hai đúng không? Và chúng ta còn có điểm thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa. Rồi. Thì cái từ kỷ ám thị, cái feeling urgency, thì cái nỗi sợ hãi của Dũng nó làm cho Dũng có cái feeling urgency và bắt buộc Dũng phải làm việc một cách liên tục. Và
Và qua cái quá trình mà Dũng làm việc và Dũng phát triển á, thì tới bây giờ Dũng nhận ra được một trong những cái bí kíp để cho chúng ta giỏi và giỏi hơn người khác, đa phần giỏi hơn đa phần người khác, đó là chúng ta có một cái sự gì đó tiếp thu kiến thức liên tục và làm việc liên tục, và cái đó làm cho chúng ta sẽ liên tục. Ở đây có nghĩa rằng là nó đều đặn ấy, chứ không phải liên tục, gọi là chúng ta có phải làm việc và học tập đều đặn. Đều đặn ở đây là mỗi ngày học một ít, mỗi ngày làm một ít thì bạn sẽ làm xong. Nhưng mà nếu như mà bạn không có mỗi ngày làm một ít thì bạn chỉ có thể là làm xong được những cái việc cấp bách thôi. Thì cái điểm tiếp theo mà Dũng nghĩ rằng là bạn cần phải học và cần phải làm tốt, đó là kỹ năng về quản lý thời gian. Thì đối với kỹ năng về quản lý thời gian đó, thì Dũng có một cái clip về quản lý thời gian rồi. Giải thích về cái kỹ năng quản lý thời gian thì các bạn search với YouTube, tức là Lê Hoàn Dũng quản lý thời gian, ví dụ vậy, thì nhiều khi nó ra đó. Thì bạn bạn sẽ hiểu rằng là gì, trong cái cuộc đời của mình cần phải đầu tư thời gian cho những việc quan trọng. Và nhờ vào việc đầu tư vào thời gian vào những cái việc quan trọng mà nó không cấp bách, quan trọng và không cấp bách nha, thì bạn sẽ giảm bớt được cái số đầu việc mà quan trọng và cấp bách. Bởi vì những thứ bạn handle được bây giờ khi nó chưa cấp bách thì về lâu dài bạn sẽ không có phải bị cái sức ép là phải chỉ handle những cái việc mà quan trọng và cấp bách mà thôi. Bạn để cho bạn có quá nhiều các cái khoảng thời gian chết mà bạn không có handle những cái công việc quan trọng. Thì Dũng lấy ví dụ giống như là những cái gì nó quan trọng và nó không cấp bách. Ví dụ tích lũy về tài chính là nó quan trọng và nó không cấp bách, nhưng Dũng thì là một người rất dở về chuyện đó, mặc dù Dũng hiểu rằng là nó quan trọng. Thì bạn phải bắt buộc phải tích lũy về mặt tài chính để sau này bạn có được một cái tài chính tốt, và bạn có được cái sự đầu tư, bạn có được cái nguồn vốn nếu mà bạn muốn khởi nghiệp, hoặc là bạn muốn có được cái sự bạn đảm bảo cho tương lai của mình như là một cái món bảo hiểm. Tại vì nếu mà bạn có nhiều tiền thì đương nhiên là nó là một cái món bảo hiểm quá tốt rồi, đúng không? Khỏi cần phải đi mua bảo hiểm, bạn chỉ cần tích lũy được đủ tiền thì bạn chính là công ty bảo hiểm của chính bạn đó. Đối với Dũng thì Dũng sẽ tích lũy tri thức và tích lũy kiến thức và tích lũy các cái kinh nghiệm làm việc. Cho nên thì đối với Dũng cái đó nó cực kỳ quan trọng đó. Thì Dũng coi tri thức nó quý hơn tiền, cho nên Dũng tập trung vào cái tích lũy tri thức và kinh nghiệm. Nhưng mà cái việc mà không có coi trọng tiền là một cái suy nghĩ rất dở, và phải coi trọng đồng tiền và phải phải hiểu cái giá trị của nó và xài nó hợp lý. Thì cái đó thì Dũng đang còn kém. Rồi thì quản lý thời gian có nghĩa là gì? Hãy dành ra cái khoảng thời gian một ngày, mỗi ngày để tập trung vô những cái công việc quan trọng nhưng không cấp bách, tức là những việc mang tính chất dài hạn, những cái mà mình hiểu rằng mình vẫn còn thời gian để làm và mình có thể làm được thông qua việc là đều đặn mỗi ngày mình học một ít, mỗi ngày mình build thêm một ít đó. Thì bạn có thể build kiến thức về lập trình, bạn có thể tích lũy tài chính, bạn có thể chuẩn bị để cho một cái dự án khởi nghiệp, và bạn có thể chuẩn bị nó trong 5 năm, bạn có thể chuẩn bị trong 10 năm, bạn có thể chuẩn bị trong 15 năm. Bạn đều có thể làm được. Ví dụ giống như hiện tại bây giờ Dũng đang chuẩn bị cho một cái dự án khởi nghiệp là 10 năm nữa, nhanh nhất là 10 năm nữa, và thậm chí là 15 năm nữa Dũng mới làm. Nhưng mà Dũng đang phải có sự chuẩn bị từ bây giờ, tại vì Dũng không có muốn build ra một cái dự án khởi nghiệp mà phải thuê quá nhiều người. Dũng chỉ muốn có một hai hoặc là ba người, hoặc là cùng lắm là 5 người làm chung với nhau thôi, và không phải thuê nhiều nhân viên đó. Chỉ có là thuê một số người thực hiện một số công việc về mặt operation, ví dụ giống như là quản lý về kế toán hoặc là đăng ký kinh doanh, chịu trách nhiệm làm call center kiểu nhận thư rồi là sale các kiểu. Thì mình có thể một vài người lo về phần chuyện đó, và mình sẽ chia nhiều cái phần revenue của mình cho mọi người. Tức là mình coi 5 người đó là giống như là 5 người
starting up một cái business và mình cũng không cần phải họ phải có giỏi, nhưng mà họ cần phải có sự chăm chỉ này kia để làm đó, thì mình phải có sự chuẩn bị từ bây giờ rồi. Và bạn cần phải biết phân biệt ra được những cái thứ công việc hay là những cái thứ việc mà bạn cần phải làm hoặc là những không bạn không cần phải làm. Ví dụ cái gì quan trọng và không cấp bách thì cần phải dành một cái quỹ thời gian để thực hiện nó. Tiếp theo đó là quan trọng cấp bách là ưu tiên thứ nhì, tức là trong một ngày sau khi thực hiện có một cái quỹ thời gian nhất định để thực hiện các việc quan trọng không cấp bách thì bạn thực hiện việc quan trọng cấp bách. Cái này nó quan trọng này. Và cái gì quan trọng thì phải làm trước, đúng không? Nhưng mà có nhiều người thì nói vậy nhưng mà lại tập trung vào những việc không quan trọng. Ví dụ giống như là đi nhậu, đi bù khú này kia, xong rồi bảo là ai cũng cần có networking. Networking nó phải hiệu quả. Networking mà làm sao mà bạn nói chuyện với người ta có một lần thôi mà người ta phải nhớ bạn suốt đời. Networking là làm sao để mà người ta, khi bạn tới bạn gặp người ta đúng một hai lần thôi mà người ta biết rằng là đến khi có việc này hoặc là cần cái này thì người ta sẽ phải tìm bạn. Đó mới gọi là good networking. Còn networking mà không hiệu quả thì là gì? Là bạn cứ coi như ngày nào cũng đi gặp rồi xong rồi bạn nói là tôi không có relationship, tôi không có quan hệ thì không có tốt được. Thì cái đó thì nó là gọi là networking kém hiệu quả. Dũng rất ít khi mà mời ai đó ăn trưa và gặp ai đó, mời ai đó ăn tối. Và Dũng không có quan trọng cái điều đó. Dũng quan trọng là cái gì? Là Dũng có năng lực, Dũng có kỹ năng, Dũng có cái đầu và người ta cần Dũng thì người ta sẽ tìm tới Dũng. Mà mình bán cái thông tin cho người ta để người ta biết được rằng là bạn cần có tôi để tôi có thể giúp được cho bạn. Thì tự nhiên mọi thứ nó tới thôi, đúng không? Và chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Đó là một cái mà các bạn cần phải suy nghĩ. Và các bạn đừng có bỏ quá nhiều thời gian vô những cái việc không có quan trọng, kiểu giống như là gì đó. Cái gì ta? Những việc mà nó nhàm chán. Ví dụ mình cần nghỉ ngơi thì mình nghỉ ngơi, và mình nghỉ ngơi thì nó phải hiệu quả, đúng không? Mình cần coi như là khi mà mình cần nghỉ ngơi về đầu óc á, mình không cần suy nghĩ á, thì mình cần phải hành thiền. Mà hành thiền ở đây á, là có nghĩa là làm những cái việc mà mình không cần phải suy nghĩ, mà làm việc không cần phải suy nghĩ á, đó là những việc mà mình quen tay, mình có thể làm việc mà mình không cần phải nghĩ nhiều. Thì có nhiều cái để mà làm để mà nghỉ ngơi giống vậy lắm. Ví dụ giống như đối với Dũng á, thì chỉnh hình này, hoặc là đi chụp hình, đó là việc mà Dũng không cần phải nghĩ. Cái giờ cái máy ảnh lên là Dũng chụp được à. Các bạn biết, ví dụ giống như mà đi trên đường mà đi với tốc độ nó chậm, hoặc là ở đèn đỏ này kia, Dũng chỉ cần giơ cái máy hình lên bấm chụp cái là được thôi, là nó sẽ dính thôi. Và chụp thì coi như là đúng cái framing. Cái đó Dũng có được bởi vì Dũng làm việc rất là học tập và thực hành rất là dữ, cho nên nó trở thành tay quen, và quen tay và quen mắt. Và khi mà đã quen tay và quen mắt á, thì bạn không cần phải nghĩ, bạn cũng làm được. Thì lập trình nó cũng giống như vậy, bắt buộc là bạn phải luyện cái kỹ năng của bạn tới một mức độ nào đó mà bạn quen tay quen mắt và bạn không cần phải nghĩ, bạn cũng làm được. Thì lúc đó bạn làm việc là như bạn đang gì đó chơi, mà bạn chơi như bạn đang làm đó. Thì cái sự mà đầu tư chỉnh chu cho kỹ năng nó sẽ giúp cho bạn bớt khổ khi mà bạn làm việc đó. Chứ nếu mà bạn không có sự đầu tư chỉnh chu về mặt kỹ năng á, thì bạn sẽ làm cái gì cũng thấy khó, làm cái gì cũng thấy lấn cấn, lập trình hay là dựng cái dự án cũng thấy khó, thấy lấn cấn. Tại vì bạn đâu có sự chuẩn bị đó đâu, bạn đâu có lường trước được những cái thứ mà bạn cần phải làm trong tương lai để bạn có sự chuẩn bị đâu. Và chuẩn bị ở đây là chuẩn bị về tri thức, về kỹ năng, hơn là add tất cả các feature đó vô cùng trong cùng một cái project để mà tương lai xài. Tại vì cái đó nó mất thời gian. Rồi, là cái đó là về quản lý thời gian. Đừng có, ví dụ có nhiều người trong cuộc đời nó thực sự nó không quan trọng với bạn, nó chả mang lại cái gì cho bạn cả, và coi như là bạn cũng không có
tận dụng được họ và họ cũng không tận dụng được bạn, thôi đừng có gặp mấy người đó làm chi, đó mất thời gian lắm. Đó. Làm cái gì mà nó thực sự nó hiệu quả. Mình là một người mà khá là gọi là material, tức là mình thực dụng, và cái sự thực dụng đó nó trở nên quá sức là ghê gớm, cho nên thành ra rất nhiều anh chị em, rất nhiều bạn bè của mình họ không có thích mình vì cái tính thực dụng đó. Tức là bạn cũng cần tôi cũng cần bạn thì thôi, gặp nhau gì đâu rảnh đâu gặp, đúng không? Khi nào mà chúng ta thực sự cần nhau thì chúng mới gặp. Và đối với mọi người á, thì đôi khi người ta cần nhau là cần cái tình cảm này kia, nhưng mà Dũng thấy tình cảm quan trọng nhưng mà nó không có quá quan trọng tới cái mức là phải ngày nào cũng phải gặp nhau. Mình có thể invest cho cái sự tình cảm đó, cho cái câu chuyện đó bằng cách là mình gì đó, mình gặp nhau là mình thực sự nó là một cái sự gặp gỡ có ý nghĩa, và nó là gọi là những cái cuộc nói chuyện sâu. Tức là Dũng gặp ai 1 tiếng 2 tiếng thì cái cuộc nói chuyện của Dũng với người đó nó phải sâu, nó phải thực sự có một cái thu lượng gì đó, và người ta thực sự là người ta cảm thấy rất là vui bởi vì có được cái sự gặp gỡ đó với Dũng, và người ta happy khi người ta nói chuyện với Dũng. Thì ví dụ giống như là Dũng nói chuyện với người ta, Dũng có thể bỏ tất cả các cuộc họp. Ví dụ có một cái hôm đó là Dũng đồng ý gặp một cái bạn là cái bạn product owner lead của một cái công ty làm phần mềm lớn nằm trong cái hệ thống của Bosch luôn, nhưng mà công ty đó thì là công ty nó là một cái entity riêng ở bên Đức. Thì Dũng nói chuyện và Dũng coaching cho bạn, thì Dũng dành nguyên cái buổi sáng từ 9 giờ sáng cho tới 11 giờ 30, 12 giờ, hơn 12 giờ chỉ để ngồi nói chuyện và coach cho bạn. Và buổi sáng đó Dũng phải hủy 4 cái cuộc họp. Thì bạn, đến khi mà bạn thấy, bạn hỏi rằng là sáng nay anh phải cancel bao nhiêu cuộc họp bởi vì em, thì Dũng mới nói là 4 cuộc. Thì bạn nói rằng là bạn cảm thấy có lỗi, Dũng nói không có lỗi. Và Dũng cảm thấy bởi vì đó là cái niềm vui của Dũng, nó là cái coaching là cái niềm vui của Dũng. Thì một cái gợi ý tiếp mà dành cho bạn nữa đó là mình nên làm cái việc mà mình passion, mình thích, mình muốn làm. Và passion nó có được là vì bạn có kỹ năng. Cho nên là đừng có đi tìm cái việc mà bạn có passion, tức là có yêu thích, mà bạn cần phải làm sao để build được cái kỹ năng để mà bạn làm cái việc đó một cách nhẹ nhàng và nhuần nhuyễn trước, rồi sau đó thì nó mới trở thành passion. Ví dụ bạn passion của bạn đôi khi là bạn quan tâm tới con người, giống như Dũng là Dũng quan tâm tới con người, nhưng để hữu ích cho con người thì Dũng cần phải có kỹ năng. Và kỹ năng của Dũng nó có thể là kỹ năng về phát triển con người, các cái kỹ năng mềm, về thậm chí hướng dẫn về lập trình, hoặc là có thể hướng dẫn người khác để làm nhiếp ảnh chẳng hạn. Thì mình có kỹ năng á, thì mình mới mang lại được cái lợi ích cho người ta. Và khi mình có kỹ năng á, thì mình mới làm việc và mình mới vào flow, mình làm việc liên tục và hiệu quả được. Còn nếu như mà mình không có được cái kỹ năng đó thì thua. Thì các bạn nên hiểu theo cái lối như vậy, và nhờ vậy thì bạn sẽ không có bị cảm giác là mình đang tiêu tốn quá nhiều thời gian cho những cái việc không đầu vào đâu. Mà khi mà bạn đã build được cái kỹ năng rồi, bạn làm cái gì nó nhanh, nó cũng hiệu quả hết, làm cái gì nó cũng tốc độ cao hết đó, chứ không có cái gì mà nó chậm. Bây giờ mà nói rằng Dũng mà làm slide thì thôi luôn rồi, nhanh như gió. Đương nhiên thì Dũng không có làm slide màu mè hoa hòe la hòe, tại vì làm vậy mất thời gian lắm.
khi mà các bạn đầu tư quá nhiều thời gian vô những thứ không quan trọng, không quan trọng đó là hình thức. Nói sao ta, hiểu theo nghĩa mà cái cách mà Dũng làm á, thì cái gì đối với Dũng nó quan trọng. Đối với Dũng á, cái sự quan trọng nó nằm không phải nằm ở hình thức mà nằm ở cái nội dung mang lại. Cho nên là các bạn sẽ thấy rằng là các cái clip của Dũng á, nó không có cái sự đầu tư, nó không có một cái sự chỉnh chu theo cái kiểu rằng là phải đẹp, phải có chữ chạy, phải có coi như là gây hiệu ứng thị giác tốt để làm cho người ta phải cảm thấy thích thú và thích xem cái nội dung của mình. Dũng không có cần làm cái điều đó, mà thay vào đó Dũng tập trung vào cái content, cái tri thức của Dũng, cái kiến thức của Dũng, cái sự hiểu biết của Dũng để mà mang lại kết quả cho mọi người. Và nhờ vậy cho nên á là những cái người mà subscribe cái kênh của Dũng là những người thực sự cảm thấy nội dung của Dũng là có giá trị, chứ không phải là những người thích xem các cái nội dung mang tính chất chỉ thuần là giải trí. Có nhiều người thì người ta rất thích giải trí, và lý do đó là lý do tại vì sao các cái nghệ sĩ trong ngành giải trí, thậm chí các cái influencer hoặc là những cái bạn làm content về về ngành công nghệ thông tin vẫn có thể là những cái người chuyên về giải trí trong ngành công nghệ thông tin, và họ có cái lượng subscriber rất cao. Nhưng mà cái đó nó sao ta, thì họ làm đúng phần việc của họ, tại vì ai cũng cần có giải trí cả. Đa phần con người dành tầm có khoảng 20% cho tới 30% thời gian trong mỗi ngày chỉ dùng vào các cái tác vụ giải trí. Nhưng mà cái câu lời khuyên của Dũng dành cho bạn cho cái câu chuyện rằng là làm sao để mà mình luôn luôn có được cái công việc làm việc hiệu quả, đó là bạn hãy giải trí bằng những việc làm có ích. Dũng lấy ví dụ nha, mỗi buổi sáng như vậy Dũng đi và Dũng quay clip như thế này là một cách giải trí của Dũng. Các bạn thấy trả lời câu hỏi này kia mà suy nghĩ nó nhiều như vậy mà gọi là giải trí. Thực ra Dũng nói thiệt với bạn, mấy cái thứ mà Dũng đang nói cho bạn nghe này nó có sẵn ở trong đầu của Dũng hết rồi. Cho nên á, Dũng nói những cái thứ mà Dũng không cần phải nghĩ quá nhiều thì đương nhiên nó là giải trí rồi, đúng không? Đó. Giống như là bạn đi xe, bạn lái xe, mà bạn lái xe mà bạn có kỹ năng tốt, bạn yêu thích nó, thì rõ ràng đó là việc lái xe là một việc giải trí. Nó giống như cái câu chuyện rằng là bạn hát karaoke, bạn thích hát karaoke mà bạn hát còn hay nữa, hát còn giỏi nữa, mọi người nghe, mọi người thích, thì bạn hát cho mọi người nghe, thì cái đó cũng là một cái hình thức giải trí có hữu ích. Thì ở đây là gì? Đó là mình giải trí bằng việc mình thích, bằng những cái việc mình có kỹ năng, và mình giải trí như vậy thì mình sẽ không chỉ build up cái kỹ năng của mình lên, mình lại mang lại value cho người khác. Mình giải trí bằng cách đọc sách thì mình phải chọn những cái cuốn sách nó thực sự nó mang lại good value cho mình. Đừng có chọn những thứ mà nó không đem lại value gì hết. Ví dụ Dũng không có đi coi phim rạp, chỉ khi nào mà vợ Dũng yêu cầu hoặc là vợ Dũng nói rằng em thích thì Dũng sẽ xin nghỉ công ty một buổi hay gì đó, Dũng sẽ dẫn vợ đi coi phim. Tại vì sao phải xin nghỉ công ty? Tại vì cuối tuần dành cho con, không thể nào bỏ con mà đi coi phim được đó. Thì Dũng sẽ dẫn vợ đi coi phim. Và Dũng làm bất cứ việc gì thì Dũng sẽ đặt cái câu hỏi rằng là cái công việc này nó có mang lại lợi ích gì không, nó có mang lại cái lợi ích cho mình hoặc là lợi ích cho mọi người không. Nếu có thì Dũng mới làm, còn không thôi. Và Dũng rất quan tâm tới lợi ích của người khác. Khi mà Dũng kêu họ phải làm cái gì đó cho Dũng hoặc là nhờ họ làm việc gì đó cho Dũng thì Dũng không bao giờ mà bỏ quên cái lợi ích cho họ. Dũng lấy ví dụ rất là đơn giản. Dũng không có nhiều tiền, Dũng cần một cái khoản tiền thì Dũng mới được một cái anh là offer cho Dũng mượn tiền.
và anh nói rằng là không trả lãi cũng được. Các bạn nghe cái người ta có tiền và người ta sẵn sàng cho Dũng mượn từ 1 tỷ cho tới 4 tỷ đồng mà không cần phải trả lãi. Và Dũng nói rằng là gì? Em cần mượn tiền nhưng em sẽ trả lãi. Và Dũng chỉ ra cái cách tính lãi và Dũng bảo cho anh biết rằng là Dũng sẽ trả lãi như vậy. Đó, thì Dũng sẽ trả lãi theo lối của ngân hàng và Dũng biết rằng là Dũng trả lãi theo kiểu lũy tiến, tức là Dũng tính lãi tròn cả 4 năm theo một cái lãi là cho cái khoản tiền tổng đó là 9%, tức là nó cao hơn lãi suất ngân hàng khá là nhiều, tại vì khi mà bạn gửi tiền vào ngân hàng thì bạn được trả lãi theo ví dụ giống như là theo ví dụ bạn đi vay của bên chỗ bên ngân hàng đi, nhưng mà theo tín chấp thì bạn sẽ trả tiền theo cái lãi suất là theo dư nợ giảm dần. Còn trong trường hợp của Dũng thì Dũng sẽ trả lãi bằng cách là Dũng tính lãi của nguyên cái khoản tiền đó trong vòng 3 năm Dũng mượn người ta, và Dũng sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho 3 năm đó trong từng 3 tháng. Đó, cho nên mỗi 3 tháng Dũng trả cho người ta là 110 mấy triệu cộng luôn cả phần lãi nằm ở trong đó. Thì để Dũng coi cái cách đi như thế nào cho nó hợp lý. Đi ra đường Cách Mạng tháng 8, bây giờ là 8:32, là chạy qua đường Nguyễn Trãi xong rồi qua đường Lê Lai. Hy vọng là buổi sáng không có bị công an hốt vì cấm nhiệt cấm đậu. Đi xe ô tô mà thì mình phải nhường nhìn cho những cái người ta gặp khó khăn trong đi lại, chứ không phải là lúc đó mình bóp còi mà người ta đang ngồi trên xe lăn mình bóp còi không nên để cho người ta đi đó. Thì mình làm cái việc gì mình cũng nghĩ tới lợi ích và lợi ích cho mình và cho mọi người, và mình chỉ làm việc và chỉ dùng quỹ thời gian của mình cho những cái thứ mà mang lại lợi ích như vậy đó. Còn chứ mình không có xài thời gian là một cái thứ tài sản quý giá bậc nhất, và nó sẽ làm cho bạn gì đó. Ôi rồi, nó bị cái cục Android box nó đang bị đứng hình, cho nên Dũng không có recenter được. Ok, mọi người đợi chút rồi nói đến ngang đầu đó. Thì mình làm việc mình thích, mình giải trí bằng những thứ mang lại hữu ích cho mình và cho mọi người. Đừng giải trí bằng những thứ mà nó không mang lại lợi ích cho mình và cho mọi người. Thì với cái tinh thế tâm thần và với cái tinh thần như vậy thì bạn sẽ sử dụng thời gian rất là hiệu quả. Đó là gần như chắc chắn. Và đừng có ngại đầu tư cho tri thức. Nó đang hướng dẫn mình đi đâu đây? Mình đi ra ngã này đi. Rồi. Thì cái clip hôm nay nó hơi dài đúng không, nhưng mà Dũng nghĩ là nó sẽ hữu ích cho bạn từ cái xài thời gian, quy tắc phần thưởng vân vân. Bây giờ Dũng nhân tiện thì Dũng hỏi mọi người cái này, nếu như mà Dũng
xuất bản một cái cuốn sách. Ở đây nói là xuất bản nhưng mà thực chất là xuất bản online. Một cái cuốn cẩm nang dành cho mọi người, ví dụ giống như là build cái khả năng hay là xây dựng sự nghiệp như là một cái lập trình viên và trở thành một cái technical expert, hoặc là xây dựng sự nghiệp trở thành một cái software architect, hoặc là xây dựng sự nghiệp trở thành một cái project manager tốt, hoặc là xây dựng sự nghiệp trở thành một cái leader trong ngành công nghệ, hoặc là build làm sao để build up cái leadership của mình. Thì mọi người có sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền để mua cái ấn phẩm đó không? Cái ấn phẩm mà kiểu giống như vậy thì Dũng sẽ cập nhật nó suốt đời. Tức là cái cuốn sách đó là một cái cuốn sách mà Dũng sẽ cập nhật nội dung suốt đời, và Dũng sẽ bán một vài cuốn như vậy suốt đời luôn. Thì mọi người có sẵn sàng mua, bỏ tiền ra mua không? Ví dụ giống như là mọi người thay vì đi uống một ly cà phê Starbucks, mọi người sẽ trả cái khoản tiền đó như là một cái investment cho Dũng, để mà mọi người có thể coi như là nhận được cái sự cập nhật cái cuốn sách đó suốt đời luôn, và mọi người có thể vô đọc, và mọi người có thể gì đó gọi là biết được những cái bí kíp. Ví dụ giống như là cái câu hỏi mà bạn đang hỏi như thế này á, là hỏi về cái làm sao để giữ cái ngọn lửa và không có chỉ là làm việc một cách hiệu quả nhất khi mà nó rơi vào cái trạng thái là cực kỳ cấp bách đó. Thì để mà trả lời được cái theo cái cách của Dũng á, thì thực sự mà nói rằng là người ta phải đi làm rất nhiều năm á, thì nó mới thực sự có thể trả lời được như vậy, và chưa chắc là đã trả lời được nữa. Bây giờ là đã 8:38, Dũng phải về lại công ty trước 10 giờ. Sáng nay ăn gian của công ty 1 tiếng, chiều nay sẽ bù lại xong. Ok, thì nếu mà các bạn ủng hộ cho chuyện đó thì Dũng sẽ có một cái sự chuẩn bị, và Dũng sẽ làm cho các bạn. Và đương nhiên là các bạn có quyền theo kiểu trả tiền trước và yêu cầu Dũng phải viết, phải đầu tư này kia, thì Dũng muốn làm theo một cái hình thức là crowdfunding, crowdsourcing, tức là đâu đó thì Dũng sẽ đưa ra cái tựa đề cuốn sách, và sau đó thì mọi người sẽ invest, và Dũng sẽ viết mỗi ngày, một ngày một ít, cho nó ra được một cái cuốn cẩm nang cho mọi người. Thì mọi người sẽ được hưởng lợi từ cái cẩm nang đó, tại vì những thứ mà Dũng viết nó sẽ mang tính chất là không có bị outdated, mà nó khác với việc là build cái kiến thức về mặt lập trình. Tại vì mà build kiến thức về mặt lập trình thì sau 10-15 năm, 20 năm gì đó thì cái kiến thức đó nó sẽ bị outdated và mọi người không có cần nữa. Các bạn thấy chiếc xe phía trước có cái dòng chữ gì không? Dòng chữ là Thiên Chúa là tình yêu, God is love. Đó là một sự mộ đạo. Và mộ đạo của nó cũng rất hay nha mọi người, chứ không phải là dở đâu. Dũng thì Dũng thấy mộ đạo là một cái rất là hay, tại vì khi mà người ta có tình yêu với Thiên Chúa, có tình yêu với Phật giáo, người ta sẽ sống tốt đẹp hơn. Các bạn thấy Dũng hay dùng máy ảnh để chụp hình đúng không? Thì Dũng muốn chụp lại tất cả các cái góc đẹp của Sài Gòn, những cái nơi mà mình ở gì đó, mình muốn nhớ về nó. Tại vì sau 1 năm, 2 năm, sau 10 năm, mọi thứ nó hoàn toàn nó đổi khác. Ok, phủ Động Thiên Vương này.
Không biết Dũng đã có bị lố đường hay không nữa. Oh man. Mình có gì sai không ta? Ok thôi, bye bye mọi người nha. Dũng tìm đường tới cái chỗ đó đó.